Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa huynh đệ kính mến, tiếp tục theo chương trình, bây giờ đến để hai tiễn trình bày về giới lực. Vậy kính mời đệ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, thưa huynh Úc, thưa quý vị đạo hữu nam và nữ kính mến, hôm nay là cái ngày chúng ta đã có hứa hẹn nơi cái tư gia huynh Úc đây có cái buổi gặp gỡ để rồi chúng ta phụng hành theo cái lời chỉ dạy của tổ thầy. Theo chúng tôi biết, với cái tinh thần thiện chí của anh chị Úc và cái tinh thần lo đạo của chi đồng đạo, không bỏ qua cái phận sự của mình ở tại cái cá nhân của một người, mà còn biết hợp nhau để đi về Phật Pháp. Vì cái tinh thần cao thượng đó, cho nên chúng tôi đã có hứa hẹn và cũng có đã đến đây rất nhiều lần. Thì hôm nay cũng như bao nhiêu lần khác, chúng tôi đến đây để đóng góp cùng quý vị trong cái tinh thần phát huy Phật Pháp, tức là chúng ta vừa có cái sự hành đạo mà cũng đồng thời để dìu dắt với nhau trên lĩnh vực về cái học thuyết. Mà hôm nay chúng ta phải có cái bản đồ duy nhất là giáo lý của Đức Thầy. Vậy thì theo sự đề nghị của Vinh Úc đây, thì bữa nay cho chúng tôi được trình bày về giới lực cũng như là tám điều đăng cấm. Sự thật trong nội dung thì chúng tôi cũng phải làm cái phận sự đó, nhưng mà đối với bệnh viện Phật Pháp thì nó rất rộng rãi. Ở đây dù là không nói giới lực nhưng mà cũng chung quy không ngoài cái đường lối Phật Pháp. Vậy chúng tôi xin gặp gỡ quý vị với cái tên đề có hơi khác, nhưng mà sự thật nội dung của nó thì cũng thể theo cái thánh ý của Đức Thầy chỉ dạy, hay là ý muốn của Vinh Úc bàn về giới lực thì chúng tôi cũng làm phận sự đó. Để buổi gặp gỡ hôm nay đó, chúng tôi muốn trình bày lên một câu hỏi, cũng là cái đề của cái buổi gặp gỡ trao đổi hôm nay. Câu hỏi chúng tôi như thế này: thưa chư đồng đạo, thưa tất cả huynh đệ, cái gì đáng sợ? Đó là tên của đề luận mà chúng tôi sắp gặp gỡ cùng quý vị. Thưa chư quý vị, bây giờ để trao đổi cho nó có cái phần toàn diện ở mọi giới, thì trước hết chúng ta hãy đứng về bình diện chung của người đời lẫn người đạo để nhận xét coi ở đời người ta có những cái quan niệm nào về cái chuyện lo sợ hơn hết. Thưa quý vị, nếu đứng về bình diện ở đời nói chung đó, thì người ta có những cái quan điểm lo sợ nhất. Một là sợ nghèo đói, hai là sợ thua thiếu. Còn nếu về đứng về cái cương vị của người đã có học đạo, có quy tu hành, thì có cái quan niệm hơi khác hơn, nhưng cũng không ngoài. Một là lo sợ già chết, hai là lo sợ sự luân hồi trả quả, ba là sợ nhiễm trược. Đó là bệnh viện của người có học Phật, có tu hiền. Nhưng mà cái gì đáng sợ hơn hết? Thưa quý vị, cái cuối cùng mà chúng tôi muốn kết luận trong cái đề này là sợ không bền chí, sợ không chân tu. Đó là hai điểm sau cùng trong cái phần kết luận của đề chúng tôi gặp gỡ cùng quý vị hôm nay. Trước hết chúng ta trở lại cái phần mở đầu. Như đứng vào cái bình diện chung của loài người xã hội từ đời lãnh đạo đấy, người ta cũng rất lo sợ. Mà không phải là người đời mà người đạo cũng thế, đều lo sợ cái nghèo đói. Tại sao vậy? Vì cuộc sống chúng ta mà nếu ở trong cái hoàn cảnh nghèo đói thì cảm thấy nó khổ lắm. Bởi nó là cái sự khổ trong thực tế, trong hiện hữu. Nếu là đói thì quý vị thấy coi đâu phải sung sướng hơn ai, bởi vì đói thì phải không đủ ăn. Mà một bản thân chẳng nói chi mà bây giờ chúng ta lại có cái hoàn cảnh thê nhi, gia đình thân quyến, thì trong khi thiếu ăn đó
thì cái cảm động khổ não này biết chừng nào. Cho nên người ta thường ưu tư, nếu không sanh ra ở đời thì thôi, nếu sanh ra ở đời thì ta sợ đói dữ lắm. Hơn nữa, đã có những cái lần đói mà gây ấn tượng chúng ta không thể quên được. Cũng như năm 1945, chắc quý vị còn nhớ trong những cái trường hợp Đức Thầy tôn kính chúng ta đi khuyến nông mà nhắc lại cái sự đói khổ ở miền Bắc đó. Hôm nay đã trải qua là 50 năm có dư. Thế mà chúng ta cũng không quên được những cái chuyện mà Đức Thầy nhắc và khuyến khích chúng ta ráng lo cái phận sự để tránh được cái nghèo đói. Bởi vì theo chúng tôi còn nghe lại là một nhiều lần Đức Thầy đã nhắc trên cái trường hợp thuyết pháp về khuyến nông đó, cho biết hồi năm 45 ở miền Bắc bị đói chết tới 2 triệu người. Thưa quý vị, với cái chủ mưu chính sách của cái thực dân đó thì nó muốn phá hoại nền kinh tế, nhưng mà thiệt thòi với dân tộc chúng ta dù sao cũng phải bị cái nạn đói khổ rất là thảm thiết. Thay Đức Thầy nhắc lại một vài chuyện để chúng ta lo mà tranh đấu cho cái cuộc sống để khỏi cái nghèo đói đó. Thì ở miền Bắc có đôi khi người ta đói quá không có đủ cơm ăn mà phải chết đói. Đức Thầy diễn lại, có nhiều người thực lại đó là đói quá rồi không biết ăn gì, lá cây cũng hết mà không còn vỏ cây, đến đổi là cái đống rơm mà xung quanh đó có 5-10 người rơm nhét vô miệng rồi nằm đó chết. Có nhiều người chưa kịp tới đống rơm mà cũng nằm chết. Và có những trường hợp đau khổ và khủng khiếp nhất đó là 3-4 người ngồi xung quanh một cái lò đun lửa với một cái nồi sôi ùn ụt lên, không có thịt của loài vật mà là thịt người đã chết hoặc ngất ngư sắp chết gì đó, người ta có thể lấy cái đó để ăn đỡ đói đỡ khổ. Thưa quý vị, nghe qua những cái trường hợp nhắc lại của Đức Thầy trong cái năm 45 khuyến nông thì chúng ta thật là rùng rợn cho cái cuộc đói của con người. Cho nên sanh ra ở đời thì trước hết người ta sợ đói, lo cho khỏi đói thì bây giờ có đủ ăn, người ta còn phải sợ nghèo. Cho nên cái nghèo đói nó làm cho con người mất cái sống tự nhiên và cũng không kịp ai, có đôi khi bị người ta khinh rẻ nữa. Cho nên quan niệm chung, sinh ra ở đời lớn lên thì người ta lo cho khỏi đói, còn phải lo cho khỏi nghèo nữa. Vì nghèo đó không có đủ cái tư thế, nói không ai tin, dù là mình có cái tâm chân thật nữa, người ta cũng không dễ gì tin những cái người mà không đủ sở hữu. Thưa quý vị, cho nên có cái câu nói đó, người nghèo đó nói phải người ta cũng không tin đó, nghèo nói phải cũng điên, mà giàu có tiền bạc nhiều quá nói trật cũng thiên người ừ, bởi vì người ta tin tưởng cái người có tiền của thế lực. Cho nên với cái quan niệm đó mà người đời ai cũng tranh đấu cho mình được giàu, được sang, được sung sướng thêm lên. Đó là cái quan niệm chung của ở đời mà Đức Thầy cho biết trong một chánh định. Con người thường hay có những ý định làm cho mình được sang thêm lên, được giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên. Đó là quan niệm chung, phải không quý vị? Xét ra chúng ta đây có đôi khi cũng không ngoài tư tưởng đó. Cho nên thường theo đuổi cái cuộc sống, mọi cái sinh hoạt, mọi cái nghề nghiệp sinh kế, dù sao cũng phải hy sinh cho mình được có những cái địa vị trong xã hội, để cho thân mình khỏi khổ và thân nhân mình khỏi thiếu hụt nghèo đói, cũng như những ấn tượng mà đã chết chóc năm 1945 Đức Thầy cho biết. Thì ra những cái quan niệm này quá nặng nề, cho nên người ta mới tìm cầu những cái gì, khao khát những cái gì ở trên đời này, không có gì hơn là vật chất, tiền bạc, sự sống. Mà khao khát mong muốn quá nó trở thành cái mãnh lực, có cái sức mạnh xô đẩy làm cho con người ta không thể tự chủ, trong khi mình giao tế, sinh hoạt cái đời sống vật chất, có thể nói là bỏ luôn cái đạo lý dự lương tâm nữa. Bởi vì cái sự mong muốn cho mình được theo kịp và sợ thua, sợ thiếu mọi người, bởi vì tuy rằng có đủ ăn nhưng mà còn thiếu nhiều và còn không kịp với người ta. Nếu ở đời có cái quan niệm cứ hướng lên và nhắm tới như thế đó thì nó sẽ xô đẩy chúng ta vào con đường tranh đấu không thể tưởng tượng được cái hậu quả tương lai. Đức Thầy cũng cho biết, thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai. Đó là hoàn cảnh chung của loài người, ai cũng thế. Nếu chúng ta chưa có mai duyên học Phật, chưa có đủ trí huệ, chắc là chúng ta cũng như thế mà thôi. Thưa quý vị,
Nhưng mà ở đây chúng ta may duyên được học Phật, được theo Thầy, chúng ta mới tránh được cái sự khổ não bức bách của hoàn cảnh hiện hữu của đời sống vật chất. Cho nên chúng ta mới có cái phần lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh. Cho thật ra nếu không may duyên, không tốt phước thì chúng ta cũng giống như cái quan niệm đó chứ gì. Sinh ra trong đời không ai đi ngoài con đường đó. Nhưng mà hạnh phúc đến với chúng ta có phải là do sự mong cầu, do cái sự tìm tòi hoặc đào tạo mà có không? Thưa quý vị, mong cầu đào tạo cũng chưa hẳn đem đến hạnh phúc cho chúng ta đâu. Giả sử như có tiền nhiều, có dư của, dư là vàng bạc, mà cũng chưa hẳn là có hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc mà theo xét cho nó chí lý đó, là lúc nào chúng ta sống với lương tâm, sống với yên ổn, sống với bình an, sống với đầm ấm đó, thì nó mới có hạnh phúc. Chứ nếu không có cái tâm không yên và không có hòa thuận, không có bình an, thì giàu có tiền của nhiều cũng không hạnh phúc. Bây giờ chúng ta để cặp mắt mình nhìn kỹ trong đời của xã hội xung quanh chúng ta đi. Có nhiều gia đình có dư tiền, dư vàng bạc của cải, nhưng mà nếu không có cái sự đạo lý hòa thuận thì gia đình đó cũng phải bị xào xáo, cũng không thể nào hưởng được cái hạnh phúc trên cái bình diện vật chất đem đến. Phải không quý vị? Cái đó đã có thấy rất nhiều. Cho nên cái chuyện mà trở về với cái hạnh phúc chân thật không phải là ở về vật chất không. Đó là chúng ta nhờ có học Phật chúng ta mới biết như thế. Chứ nếu không thì chắc là chúng ta cũng đi cùng đường với bao nhiêu người khác trên thế gian này thôi. Thưa quý vị, bây giờ để kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Nếu mà cái may mắn mà có tiền hoặc có những cái trường hợp mà như ý, dầu giàu tiền bạc đem đến một cách bất ngờ chưa chắc có hạnh phúc. Bởi vì chúng tôi nghe có câu chuyện thế này. Nó có cái ông ngư phủ này, ông chân thật lắm, có cái lương tâm rất là tốt, chỉ sống với an phận với cái nghề chài lưới, nuôi gia đình bản thân vậy thôi, có vợ cũng là mấy đứa con đó. Thì ông không có đua đòi, không tranh đấu lắm, chỉ cầu cho đủ ăn đủ mặc vậy thôi. Và thường có cái lòng nhân từ, hay giúp người quên thân, và có đôi khi không sợ chết đem cái vô quý mà giúp cho người ta trong khi hoạn họa chìm xuồng chìm ghe vân vân. Cho nên cảm động đến thiêng liêng. Một hôm đó, ông được nghĩa là một cái vị thần xuất hiện lên từ dưới sông cho bốn cái viên ngọc, gọi là bốn viên ngọc như ý. Một á, muốn tiền bạc thì tiền bạc đem đến, đó là viên ngọc nghĩa là ước tiền. Hai là viên ngọc ước đồ ăn mặc vật chất, thì đồ ăn mặc vật chất đó nó sẽ hiện đến mà không thể ở thế gian có được. Ba là viên ngọc này nó ước cái đồ ăn là tự nhiên đồ ăn tới, đồ ăn ngon lành nghĩa là cao lương mỹ vị ở thế gian cũng không bằng được. Bốn đó là những vũ khí cho những cái người là nam tử con trai đó, sau này nếu mà có ra phò vua giúp nước hay là cái thời kỳ chiến tranh đó, thì những cái vũ khí đó không ai sánh bằng. Trong thế gian này không có gươm giáo, không có cái thứ nghĩa là đao binh nào bằng hết. Bây giờ ông muốn cái điều nào cho ông bốn viên này, tự nhiên ông ước cái gì được cái nấy. Ông này ông suy nghĩ, mình là dân ngư phủ, không có ước mấy cái điều này nó quá lẽ. Mình muốn sống bình thường thôi, mà hôm nay được cái ân huệ của một cái vị thần, thôi cái điều này thì xét ra nó quan trọng quá, thôi đem cho ông vua đi, chứ không muốn giữ những cái điều này. Cho nên khi ông đem đến ông vua, ông ra mắt vua thì ông trình bày ông sẽ được cái ân huệ của thần cho vậy đó. Bây giờ con là thần dân, không muốn hưởng được cái chuyện phi thường, và cũng muốn sống bình thường thôi. Cho nên con xin là cống hiến cho quốc vương. Ông vua ông thấy cái người có lòng tốt, chứ ai đâu mà được củ quý mà đem mà trao cho người ta vậy. Mà ông này ổng không có cái chỗ mà dĩ kỷ hay là tham lam, cho nên ổng có cái lòng tốt cũng hiến cho vua. Ông vua ông thấy vậy ông mới nói thôi, với cái lòng mà trung hậu và tôn kính của ông đó, tôi rất là hoan nghênh và rất ca ngợi. Nhưng mà dù sao trên cái phần lợi ích này nó cũng là do cái duyên ông được. Thôi vậy thì trong bốn cái viên ngọc này đó, tôi nhận nhưng mà nhận ba viên à. Còn một đặc biệt cái ông viên ngọc, mà trong bốn viên đó ông muốn chọn cái viên nào chọn?
giờ cứ chọn cái viên nào đó cứ việc lấy, muốn ước tiền bạc hoặc ước là cái vũ khí hoặc là ước cái đồ ăn mặc nghĩa là cho nữ trang hoặc là uống ước cái đồ ăn vật thực, muốn cái nào muốn. Ông kia ông suy nghĩ hơi và muôn tâu quốc chương, thôi để về tôi hỏi lại cái ý kiến trong gia đình con vợ tôi coi, coi nó chịu cái nào chứ mình tôi quyết định. Nhiều khi về rồi nó trách cứ, thì ông xin kiếu từ đem bốn viên ngọc về, nếu mà được đồng ý cái nào thì lấy một viên, được còn ba viên đem hiến cho ông vua. Ông vua cho cái quyền tự do vì ông này có cái tinh thần tốt quá. Đem về ông kêu hết tập trung hết vợ, con trai, con gái, rồi ổng nữa, tức là ba thành viên với ổng nữa là bốn. Ổng trình bày hết cái lý do có cái vị thần mà cho cái viên ngọc, bốn viên ngọc như thế vậy đó. Là vợ ông nghe mừng quá, nói thôi vậy thì tôi xin đề nghị với ông đó là chọn cái viên ngọc ước đồ ăn đi. À, ổng hỏi sao vậy? Bà nói gì mấy chục năm nay ông nghĩ coi, rồi tôi cứ lo cái việc bếp núc hoài cực khổ lửa củi quá, bây giờ nếu có ông thần cho vậy ông cho tôi đỡ khổ một thời gian. Cái đường gái nó không được đâu mẹ ơi, mẹ ước cái đồ ăn không rồi mấy con đây có đâu đồ chân dọn ăn mặc, đồ mặc thế gian này đâu nhà có được như trong cái viên ngọc đó, rồi son phấn này kia cõi trời cõi người ta có trơn, mà viên ngọc này ướp ra cái đồ nó quý hơn, cái cõi người thế gian không có mà cõi trời không có nữa. Thôi vậy thì mẹ nhường cái việc ăn chút cho mấy con được, cái tội nghiệp mấy con còn nhỏ mà. Mấy đứa con trai cũng đòi hỏi yêu sách. Tới mấy thằng con trai nó nói bây giờ cha nghĩ coi, sắp đến cái thời kỳ đi lính nghĩa vụ rồi, bây giờ cha chọn cái viên ngọc mà ước cái vũ khí tấu tân đó, gươm giáo đó, phi thường đó, đặng nữa con ra trận con khỏi bị chết vì cái việc binh đao, vì có cái lợi khí lớn. Thì nó cãi nhau hoài, đứa con trai nó cũng đòi mà đứa con gái cũng đòi, là bà vợ cũng đòi, cuối cùng không ông nào mà đồng ý hết trơn đó, rồi không ai chịu làm hết trơn á. Bà thì bà nói giờ không chịu theo ý tôi không thèm nấu cơm. Thành ra gia đình bữa đó nghe là xào xáo lộn xộn, bà không nấu cơm, không có cơm ăn, tới trưa đói bụng nằm xếp re. Mấy đứa con gái thì nó không chịu mai, không chịu làm gì ráo trơn nó. Rồi mấy thằng con trai nó không cài không bừa, nó không làm, bởi vì không có theo cái yêu sách của nó. Ông nói thôi bây giờ nó rối quá, thôi để tôi nói gì. Giờ theo ý kiến tôi thì ước lấy cái viên ngọc ước tiền đi. Có tiền rồi mình mua đồ ăn, có tiền rồi mình mua đồ son phấn quần áo, hoặc có tiền mua gươm mua giáo cũng được vậy. Nhưng mà đằng kia các thành viên ta cãi lại. Bà vợ nói đồ ăn ông ước ở đây á, là đồ ăn ở trên trời dưới đất này không có. Ha, còn ông á, là lấy tiền ông mua thì mua bất quá đồ tầm thường, đâu bằng cái viên ngọc ước đồ ăn. Mấy đứa gái này không được mẹ ơi, bây giờ phải ước có cái đồ ăn mặc son phấn này kia nọ chứ, rồi tiền bạc cha tôi ông nói vậy chứ mua cái đồ thế gian người ta có mình có làm gì hơn người ta. Ha, cũng bằng ta thôi. Rồi mấy người đứa con trai nói không được, gươm giáo thế gian này nếu mình có tiền mua thì là mình mua cũng đồ tầm thường, mà cái viên ngọc này ước là cái vũ khí nó không ai bằng, vì đó cũng như là bửu bối của các bậc tiên bậc thánh vậy đó. Thành ra nó cãi lộn xộn suốt ngày đó là không có bữa cơm ăn đó. Rồi ông nào hôm nay đói rồi chết, mà luôn cả bảy bữa vậy chứ phải một bữa sao. Cuối cùng nó thôi thôi bây giờ không được, thôi mấy người ở đâu trở về đó hết trơn đi, cho tôi làm phận sự. Mấy người kia hỏi sao, nói giờ tôi đem tôi giao cho ông vua, chứ để mấy viên ngọc này trong nhà bảy bữa rồi là không có yên ổn, không có hạnh phúc gì hết trơn. Thành ra cuối cùng đem trả cho ông vua. Ông vua hỏi sao vậy? Ông nay muôn tâu quốc vương, gia đình tôi mới có ngọc, chưa có chọn viên nào mà nó đã xào xáo nhau rồi, con trai này không chịu cài vừa, không chịu làm công chuyện, con gái không may không theo, mà vợ tôi không nấu cơm ăn, ta nói bảy bữa rồi đói quá đói. Thôi giờ con trả lại cho vua, vua muốn làm gì đó làm. Thưa quý vị, câu chuyện có ngụ ý, coi chừng chúng ta được cái giàu sang quá mà mất cái hạnh phúc. Bởi vì Đức Thầy đã cho biết rằng giàu đổi bạn, khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thường thường là như thế đó. À, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Cho nên có đôi khi người ta có tiền bạc quá, thay đổi cái lòng, thay đổi cái lập trường đạo đức. Và có đôi khi quạnh tài bất phú mà còn bị bất tử không chừng. Có nhiều người tôi nghe nói trúng số mấy trăm triệu mà cũng không hưởng được hết. Đôi khi cả mẹ lẫn con phải chết vì cái tiền bạc vô bất ngờ.
tưởng rằng đó là chân hạnh phúc, mà ai về hạnh phúc mình chưa hưởng hết thì cuộc đời mình đã hết. Thôi thì chúng ta nghe lời Phật, chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Thấy không? Chữ vinh quê giờ chớ có màng, bởi giờ tạm có đời ngon hả? Ti tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Chứ bây giờ mình ước mà sống trong cái ước đó, nó khổ hơn là sống trong cái hiện tại. Trong cái hiện tại mình có cơm, có rau, có tương thì ăn nó no. Còn ước cái là cao lương mới vị nó chưa có mà ở đó mà trong hoài coi chừng cái bụng đói, mà không có đồ ăn. Thì cái hiện tại chúng ta là chân hạnh phúc, mà cái ước mơ nó làm cái điều đau khổ. Bởi vì người ta khổ do nó cái lòng vọng tưởng. Mà mình tưởng, mình nhớ, mình ham muốn, mình trông ngóng những cái gì ngoài cái đời sống thực tế hiện tại của mình, đó là không phải chân hạnh phúc. Phải quý vị? Cho nên Đức Thầy cho biết lần qua về cõi phúc đường chân đạo. Chúng ta muốn trở lại cái chân hạnh phúc, cái nguồn gốc của hạnh phúc là cái chân đạo mới có hạnh phúc. Thế nên tín đồ Phật giáo hảo phải đặt nhẹ vấn đề sống vật chất. Phải coi nó là một cái, nếu không tự chủ được thì nó sẽ xô đẩy chúng ta khỏi cái lĩnh vực đạo đức. Và có đôi khi buông trôi đạo đức là khác. Thấy không? À, bởi vì Đức Thầy cho biết đó là tham danh phế đạo chi đâu yên, phú quý tạo đời thêm mệt xác. Cái xác mệt gần chết còn đâu mà công phu tu hành nói cho nổi. Rồi ham danh thì phế đạo, thì cái trí không yên rồi đâu dễ gì cái có cái lập trường vững chắc. Cho nên Đức Thầy bảo chúng ta là xa nơi tranh đấu lợi danh, đừng có ở trong cái lợi danh tranh đấu, mà có đôi khi chúng ta bị sa sút tinh thần, chúng ta không hay. Như vậy là không phải không cho chúng ta sống, mà bảo chúng ta phải sống với cái bình thường hiện hữu của chúng ta. Có thể nào sống thế nấy, miễn cho được ngày hai cơm té. Buổi bận cùng đẳng có tu thân, nhờ ân trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế, chừng đó sẽ được ân huệ. Mà bây giờ trong cái đời giá tám này mà chúng ta cứ ham muốn rồi hết cái này trong cái kia, hết kia trong cái nọ, đời này có biết bao nhiêu cái vật chất nó xô đẩy và cám dỗ. Hết cái hay này tới cái hay khác, hết cái mới này tới cái mới khác. Muốn suốt một đời của mình, sắm suốt một đời của mình, cũng không làm gì theo kịp cái vật chất, cái đà tiến hóa của vật chất hiện giờ. Thấy không? Cho nên Đức Thầy cho biết cái đời này đó, đời văn vật say mê khổ thảm, hay là đời vật chất văn minh chiều chuộng, thì chúng ta phải sống tự chủ, đừng để cho vật chất cuốn lôi, chúng ta mới có thể tiến hóa trên con đường đạo. Thưa quý vị, nhưng mà bàn luận đó là nói chung ở cái bình diện cái người đời, người đạo, người chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Chứ hôm nay chúng ta là người học Phật, đã biết được, đã nhìn nhận chân lý rồi, biết được cuộc đời là giả tạm, thân thế lạc lưng, của cả gia tài như đám phù dân trước gió nước vọt mây bèo rồi. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Chúng ta đâu còn có những quan niệm đó, phải không? Phải không chứ đồng đạo? Phải mấy huynh, mấy chị? Chắc không có cái quan niệm mà sợ thiếu gì là sợ không kịp ta đâu. À, vì mình cũng không sợ nghèo, không sợ đói là vì mình đã an phận được. Và không sợ thua, không sợ thiếu là vì mình đã nhận thức cuộc đời là giả tạm. Nhưng mà mình còn sợ cái gì nữa không? Hôm nay là người học Phật, chúng ta còn sợ cái gì nữa không? Còn những cái điều mà chúng ta phải nên lưu ý và phải nên sợ. Một là sợ già chết. Thấy không? Cái này nó sẽ đến, chúng ta không có thế lực nào tránh khỏi hết trơn. Hai là sợ sanh tử luân hồi, rồi phải bị cái nghiệp quả. Thưa quý vị, bây giờ trước hết hãy bàn về cái quan niệm của người đạo sợ già chết. Chắc chắn là chúng ta ai cũng phải có cái suy nghĩ đó và cái lo sợ đó, cho nên chúng ta mới chịu ăn chay giữ giới, cúng lại, tu hành và làm việc phước thiện nè, để cho thoát dòng sanh tử. Thế nào rồi đây chúng ta già, chúng ta không có thế lực mà chỏi lại. Dù là một vị quốc vương, dù là vị trời đế thích cũng có ngày mãn khước. Cho nên cái già nó không tha thứ một ai, và không có ai cách nào mà chẳng đứng được cái già. Một hôm ông vua Ba Tư Nạc đến ông chầu Đức Phật Thích Ca, lễ Phật Thích Ca tại tỉnh xá. Ông mới bạch với Phật rằng là: bạch Thế Tôn, cái cương vị của con hôm nay đó, xin trình với Thế Tôn đó, rằng là một nước rất là hào hùng. Con có bốn đạo quân, bốn đạo quân này đi tới đâu mà đánh giặc nào cũng phải lui hết, hùng hậu lắm. Và có nhiều quân sĩ, có nhiều đại thần, có tài ba lỗi lạc. Thì cái cương vị của con hôm nay đó, so sánh là đối với các nước con không có còn thua kém nước nào hết, mà con chỉ còn muốn học đạo với Đức Phật thôi.
Vậy thì nhờ Phật có cách nào thuyết cho con nghe để con thấy tất cả những cái đạo lý mà con có thể lo tu hành rốt ráo. Đức Phật nói này Quốc Vương, ông có đủ cái thế lực, một cái vị vua hùng mạnh và có bốn đạo quân không ai bằng được. Nhưng mà hôm nay ta đưa ra một cái điều giả sử cho nhà vua nghe coi, nhà vua có thể có đủ thế lực mà chống lại được không? Nếu không có đủ thế lực mà ngăn được đó, thì bốn đạo quân kia cũng vô dụng, mà cái quai lực của một vị nghĩa là quốc vương đầy thế lực cũng không có kết quả vào đâu. Ông Vua Ba Tư Nặc bạch Đức Phật, con muốn được nghe. Đức Phật nói, giả sử như bây giờ có một người ở chính giữa cái địa cầu ở trung ương, ở hướng đông có một cái núi khổng lồ, nó lăn lại, nó cán từ bên đông qua bên tây. Rồi bên tây cũng có cái núi nó lăn lại, nó cán từ bên tây qua bên đông. Bên nam cũng có cái núi nó lăn lại, trung ương nó cán từ bên nam qua bên bắc. Rồi bên bắc cũng thế, nó có cái núi nó lăn lại. Bây giờ ông có bốn đạo quân hùng, có thế lực mạnh, là một vị vua cường quốc. Nhưng mà ông có thể tránh được bốn cái núi đó không? Vua Ba Tư Nặc và bạch Thế Tôn, bốn núi đó có dụng ý thế nào con chưa hiểu. Đức Phật nói, bốn cái núi đó là một cái núi già, cái núi bệnh, và cái núi chết, và cái núi bị sanh tử luân hồi. Vậy thì bây giờ nhà vua có bốn đạo quân, có đầy đủ thế lực, nhưng mà ngăn cái núi già, núi bệnh, núi chết và núi luân hồi được không? Ông suy nghĩ một phút, bạch Thế Tôn, con không thể ngăn được. Bây giờ có muôn đạo hùng, nghĩa là binh hùng nào lợi lợi, nếu bốn đạo quân con đều chặn được hết. Con có đủ thế lực, nhưng mà đối với bốn cái đó con không biết làm sao ngăn. Đức Phật nói, cho nên tất cả những cái quay lực cái thế gian, những cái tư thế của con người, dầu là ở cõi trời đi nữa, cũng không làm sao qua cái định luật chung đó. Cho nên đó là điều đáng sợ đó Quốc Vương. Chứ đừng sợ xâm lăng, đừng sợ mất nước, đừng sợ nghèo đói, đừng sợ tất cả những cái sự thu thiếu, mà cái điều này đáng sợ. Phải không chư đồng đạo? Lời của Đức Phật nói với ông Vua Ba Tư Nặc, chúng ta nghe qua phải chí lý không? Giàu tới bực nào, mạnh tới bực nào, sang tới bực nào, cũng không làm sao tránh được cái già từ từ, không biết từ đâu nó đến, nó cán mình. Rồi cái trẻ mình nó bị cán sao mất tiêu, mà nó còn có cái già ngày tới hoài vậy. À, và cái bệnh cũng không có thế lực nào mà chói khỏi, chạy tránh khỏi, và cái chết cuối cùng nó sẽ chung quyết chúng ta. Cho nên Đức Thầy đã kêu gọi chúng ta đó, sớm chẳng lo chần chờ sợ lão, e sau này tâm não đạn trường. Chắc chắn là chúng ta sẽ bước đến cái cuối cùng của mình là cái già chết, chứ không có cách nào được, phải không? Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, sang cũng vậy, hèn cũng vậy, mạnh lành cũng vậy, bệnh tật cũng vậy. Thậm chí con người, vạn vật và trời đế thích ở trển cũng có ngày mãn khước, cũng phải đi theo cái định luật chung, già, bệnh, chết, rồi luân chuyển. Cái đó là cái đáng lo, phải không quý vị? Người học đạo không lo cái này còn phải lo cái gì? Đáng lẽ chúng ta lo cái này hơn cái đói, hơn cái nghèo, hơn cái thua, hơn cái thiếu. Thế mà có đôi khi chúng ta lo nghèo, lo đói, lo thua, lo thiếu hơn cái lo già, lo bệnh, lo chết, lo luân hồi. Thấy không? Đức Phật đã vì cái giác ngộ đó, thì chúng ta cũng nương theo cái môi trường giác ngộ của Đức Phật, mà Đức Thầy đã nhắc rằng Đức Thích Ca sửa lậu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tâm đạo. Tại sao chúng ta thấy tứ khổ mà chúng ta tu hành chưa đắc đạo của gì? Ở đây có ai thấy tứ khổ không? Chắc là quý ông cũng phải trả lời có thấy hết. Già, không lẽ mình hồi đó giờ không thấy già? Bệnh thì nhà thương thiếu gì, giờ có đôi khi mình cũng bệnh. Được chết thì cái cảnh mà tan chế, cái cảnh khóc lóc chia lìa, cảnh làm từng làm tử mình đi hoài, thì cảnh đó là cảnh tử chứ còn gì nữa. Thấy không? Sao mà mình tu chưa nổi? Mình cắt đứt chưa nổi cái trần duyên. Mình nghĩa là chưa tự chủ lòng mình được, để rồi còn phải phạm giới, để còn phải phạm tội. Tại sao bây giờ suy nghiệm con này kỹ rồi? Thưa quý vị, Đức Thầy nhắc ra cái lời của Phật, cái hành vi của Phật mà chúng ta chưa ngưỡng nghĩ. Bởi Đức Thích Ca là Thái tử Siddhartha đó, đi dạo bốn cửa thành, ông thấy già bệnh chết, nhưng không phải thấy suông, thấy về ông còn phải nghiệm nghĩ, ông còn phải xét tới mình. Cho nên Đức Thích Ca sẽ ở lầu đài nghiệm tứ khổ, chứ không phải thấy tứ khổ nha. Còn chúng ta cứ thấy tứ khổ, thấy riết rồi hình như nó chán. Thấy già riết rồi cũng quen, thấy bệnh riết cũng không sợ, thấy chết riết rồi cũng nhàm. Bị mình thấy không, mình không có nghiệm. Cũng như bây giờ có cái thuốc đó trị bệnh được, trị bệnh già, bệnh chết, bệnh là sanh tử luân hồi,
mà rồi mình cứ thấy thuốc mà không chịu uống thì làm sao hết bệnh? Hãy uống đi. Bây giờ thấy cái người ta già, thấy ta bệnh, thấy ta chết, cái gì mình suy nghĩ coi mình từ từ ngày già không, hay là mình từ từ ngày trẻ lại ha, ngày đẹp lại, hai ngày nhăn nheo, ngày lom khom. Hồi đó thì nhỏ là đi bốn chân, lớn lên cái có đủ sức cái đi hai chân, rồi già cái là mọc thêm chân nữa là ba chân. Thành ra không có ai đâu mà là chín chân ở trên mà mình dám chín cái chân đó. Điều nhỏ đi chưa được bò là bốn chân ha, rồi lớn lên cái mạnh dạn đi được, đi có hai chân ha. Rồi tới già cái sao mọc thêm chân nữa là cái chân gậy. Thành ra con gì ta có ba chân hoặc là hai chân hay là bốn chân thôi, còn mình tới chín chân, ba kỳ chín chân, ba cái thời kỳ mọc đếm đủ hết là chín cái chân, phải không quý vị? Vậy mà chúng ta không lo, cứ lo những cái chuyện mà không chân thật và không hạnh phúc thôi. Không chân thật là giàu giàu đi nữa cũng không phải là mình hưởng hết cái giàu. Không hạnh phúc là gì? Nếu có tiền bạc của nhiều có chừng tâm bị dao động, chưa chắc là hưởng an vui. Thế mà chúng ta lo mãi cái chuyện đó, mà chuyện rồi đây sẽ bỏ xác này chúng ta về đâu? Chúng ta có bị luân hồi không? Ai bảo đảm chuyện này cho chúng ta? Nếu mình có cách nào đó mình chứng minh cụ thể rằng mãn kiếp này tôi không có luân hồi lại làm người làm vật hay là chuyển luân trong nhân vật các loại, thì cái điều đó mình còn nên sống, nghĩa là an tâm, khỏi có lo tu hành cũng được, khỏi giữ giới cũng được, phải không? Bởi vì mình bảo đảm rằng mình qua cuộc đời này rồi không có đi đâu hết, giờ mình muốn đi đâu đi, chứ không có cái gì bắt buộc, không có nghiệp lực nào lôi kéo. Thì đó là mình khỏi giữ giới, khỏi niệm Phật, khỏi tu hành, khỏi có làm cái gì hết, cho nó khổ nhọc cái tâm thân. Còn cái này chắc không biết có gì à, không biết cái tương lai mình ra sao, thấy không? Cho nên cái chuyện đó là chuyện đáng sợ đó chứ. Bây giờ đó, nói ra một vài điều để chúng ta nghĩ đó. Phải chi kiếp con người đây rồi sanh lên cũng làm người, đàn bà sanh kiếp sau cũng đàn bà nữa, rồi đàn ông sanh kiếp sau cũng đàn ông nữa, mà không được vậy. Đàn ông ba kiếp mà không tu làm đàn bà 500 kiếp à, rồi mãn 500 kiếp đàn bà sanh lên đàn ông ba kiếp không tu cũng xuống làm đàn bà 500 kiếp nữa, mà đó là người trở lại người không nói gì. Có đôi khi chuyển luân trong nhân vật các loài, nghĩa là loài người mà sanh lễ làm vật, cái đó nó khổ não còn biết mấy nữa. Mà mình đâu biết cái kiếp tương lai của mình. Cái chuyện này là chuyện đáng lo nè, đáng sợ nè. Mà tại sao chúng ta không lo sợ mà sợ thiếu vàng, sợ không có nhà cao, không có xe đồ, không có tàu, không có đủ thứ theo người ta. Thì con vợ mình đòi hỏi quá, cho nên dục thúc riết rồi mình cũng chịu không nổi, sao thúc quá riết cũng chạy, thấy không? Chứ thiệt ra đó, cái chuyện này mình cũng nên giải thích cho gia đình mình, cho thân nhân mình nghe. Cái chuyện ở đời đừng sợ thiếu, đừng sợ thua, mà sợ mình không có đủ cái phước đức, không có đủ cái đạo đức để ra khỏi sanh tử luân hồi. Một mai mà, một khi mà bị luân hồi trở lại nó khổ lắm. Khổ thế nào? Kể cho quý vị nghe một cái đau thương. Là cái câu chuyện này ở xã Kiến An. Ông Út Chờ này là ông cái người cũng chơi đờn ca. Mà lúc trước thì cũng có vợ chánh thức, rồi cũng có vợ lẻ rồi nữa. Nhưng sau một thời gian đó, ông có người vợ lẽ, người đó nó chết trước ông đi. Cái linh hồn mới trở về kêu hai đứa con gái ở xéo xéo cái chợ Cái Sòi. Nó: hai con ơi, mẹ bị chuyển lại làm thân chó ở nhà của Út Chờ ở trên. Con lên là trển làm sao mà xin mẹ về, chứ có đôi khi mẹ đói quá con, không có đủ ăn, mà trong nhà thì không ai đái hoài. Có đôi khi lạnh quá cũng phải chịu. Mà nó kêu luôn cho mấy đêm như vậy. Hai đứa con nó mới nói với bà ngoại. Nói: ngoại à, mẹ con về kêu hoài, đâu mẹ lên nhà không, đó mẹ nói mẹ xin về có phải con chó vậy không, mà nói làm chó cái nữa. Thì cái bà ngoại nó mới lên. Lên thì cái ông kia cũng kêu bằng má, bởi vì bà vợ dù là vợ nhỏ đi nữa. Mà thưa má mới lên, bà mới trình bày nói: con à, sao mà vợ con nó chết rồi mà nữ về nó cho con nó hai đứa con gái, nói tao mấy lần rồi, nó về nó kêu hoài, nó đầu thai trong nhà mày nè, mà là thân làm chó, nó than đói than lạnh dữ lắm. Dạ, trong nhà mày có con chó nào không? Ông kia nói có, mà chỉ ở con chó đó. Nó nói: vậy thôi giờ mày cho tao xin gì dưới cho con nó nuôi. Ông kia ông ngồi cũng bất nhẫn, ngồi nói: thôi vậy thì nếu mà có cái chuyện phức tạp vậy thì con cũng biết sao, thôi
má có đem giữ đem về đi. Rồi bà nói thôi bây giờ mày nói cho nó đi, đặng nó đi. Cái ông mới chỉ, ông nói thôi giờ có má lên đây nè, muốn về giữ về đi. Thì nói chổng chổng vậy. Thì tới chừng bà kia nói thôi vậy nếu con đầu thai trở lại theo má về giữ con ơi. Cái đi theo bà ra ngoài đường, bà kêu xe lô con chó nhảy lên khỏi bồng khỏi đỡ lại. Nhảy xe lô đi về giữ. Rồi đem về giữ thì hai đứa con nó nuôi mà khôn lắm. Đi lên đi xuống sông tắm hoài. Quý vị thấy coi, chuyển luân trong nhân vật các loài vậy có phải đau khổ không? Cái chuyện đó là chuyện lo đó, chuyện đó là chuyện sợ đó. Bởi vì mình phải trở lại làm người nữa thì cũng đỡ khổ, mà làm người đi nữa cũng không biết thân nhân, cũng không nhìn bà con quyến thuộc gì được, vì chuyển đổi kiếp khác đâu còn nhớ được. Còn huống chi cái này đã đầu thai lại cái thân xác khác. Rồi quý vị thấy coi, nó phức tạp mà nó khổ não làm sao kể cho hết. Thấy không? Vì cái chuyện đó là chuyện lo của nhân sinh của con loài người, của cái người chưa đắc đạo như chúng ta là phải lo hằng ngày, lo canh cánh, lo thổng thức, lo đáng lẽ bỏ ăn bỏ ngủ mà lo chuyện đó không phải. Còn này trái lại mình cứ lo sợ nghèo, sợ đói, sợ thua, sợ thiếu không chứ không có lo mấy cái chuyện mà già bệnh chết và sanh tử luân hồi khổ não vậy mà mình không lo, phải không? Nhưng mà chuyện này là chúng ta đã có suy nghĩ, có lo rồi. Còn một cái điều quan trọng hơn chút nữa đó, người học Phật chúng ta phải cần lo. Tại sao chúng ta phải già bệnh và cuối cùng phải chết, và sau khi chết phải luân hồi sinh tử như đã nói? Đó, cái chuyện đó là chuyện đáng lo đó. Nó quan trọng hơn cái chuyện lo già chết. Bởi vì dù sao chúng ta cũng là người thì không muốn cũng phải già, rồi cuối cùng không muốn chết cũng phải chết là công lệ nó chi phối rồi. Chết rồi thì luân hồi là cái lẽ tất nhiên. Nhưng mà bây giờ đáng lo coi làm sao mà chúng ta khỏi già nữa, khỏi bệnh, khỏi chết và khỏi bị luân hồi nữa. Cái đó mới là cái quan trọng. Phải không? Cái điều đó là điều đáng sợ, đáng lo bực nhất của người học đạo, của cái người đã có duyên với Phật. Thì hôm nay chúng ta cần lo cái chuyện đó. Đáng lẽ là một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ mình cứ lo cái chuyện đó hoài không phải. Lo chừng nào nó rầu chuyện đó hay lo chuyện khác. Còn này lo chừng đâu chừng già 30 phút, 40-50 phút, 1-2 tiếng đồng hồ gì đó rồi thôi xả ra. Tại chuyện kia nó cũng nhảy vô nó chiếm nữa. À, chuyện đời chuyện nghĩa là thông thường nó nhảy vô, nó làm chủ, nó sai khiến nữa. Chẳng lẽ mình lo cái chuyện đó phải á? Mà cái chuyện này nó từ nguyên nhân nào mà nó sẽ đưa đẩy chúng ta già bệnh chết và phải luân hồi sanh tử như thế đó? Cái chuyện đó là chúng ta người học đạo phải cần tìm hiểu. Cho nên trong kinh thường nói đó, Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng sanh chúng ta là sợ quả. Mình sợ già chết, sợ luân hồi, mà không tìm hiểu cái nguyên nhân của già chết. Cái nguyên nhân nào mà chịu luân hồi sanh tử? Cái đó mới là cái quan trọng. Thấy không quý đồng đạo? Xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta bàn tới cái lẽ quan trọng đó đi. Cái này mới là cái cần thiết đáng lo sợ đây. Thưa quý vị, Đức Thầy có nói lên cái đoạn lo sợ về chuyện này. Chính Đức Thầy phát ngôn ra cái chuyện lo sợ đó. Cho nên chúng ta cũng theo cái nhận định, cái truyền thắng của Đức Thầy, cái chuyện đó là chuyện lo sợ đó, mà chúng ta ít lo sợ. Đức Thầy cho biết sợ e nhiễm trượt đọa xa. Cái chuyện đó là chuyện đáng sợ đó. Nhiễm trượt cái nó đọa, nó xa liền, nó sanh tử luân hồi. Sợ cho lắm kẻ trang hòa lý tuôn, sợ nhiều kẻ giả buồn, đổi chí sơn quên những câu chánh kỹ quá nhân, mãn lo tìm kiếm tước quần, thất kỳ vọng tưởng, lên chân đường lành. Cái điều đó là Phật đang sợ đó. Mà chúng ta là ít sợ chuyện đó à. Chúng ta nhiễm trượt mà không sợ nhiễm trượt. Cái nguyên nhân nhiễm trượt nó bị sanh tử rồi mới bị già bị chết. Chứ nếu không có nhiễm trượt thì đâu có chịu luân hồi, đâu có sanh tử, đâu có già chết. Đối với chúng ta có nghĩa vụ gì à? Vậy thì cái nguyên nhân của sanh tử, của già chết là do nhiễm trượt. Mà cái nhiễm trượt thì chúng ta lại không có sợ lắm, mà có đôi khi lấy cái đó làm cái đời sống hạnh phúc, làm cái cuộc sống, cái dư vị của con người. Thiếu cái đó gần như là thiếu cái sự sống. Thấy không? Mà nhiễm trượt là nhiễm cái gì? Bây giờ chúng tôi xin giải thích cái nhân từ. Nhiễm là ưa thích, trượt là cõi trần trượt. Ở đây tất cả những việc ở trần ha. Cho nên nó là đều là trượt hết. Bởi vì cái trượt là cõi trần này, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy là sung sướng, chúng ta ưa thích, chúng ta tìm cầu mến chuộng, thì xét ra nó đều không có trong sạch cả. Ha. Nà, cho nên là cái đó Đức Phật gọi là trần trượt. Cái cõi trần này nó là trượt, mà chữ trượt là đục,
chữ trượt là dơ, chữ trượt là không trong sạch. À, thành ra khác nhau kẻ trượt người thanh chứ ai thì cũng như ai đủ hình, thấy không? À, cho nên là Phật tiên thánh chung bầu vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây, trầm lưng quan nghiệt càng gây thêm vai. Bây giờ chúng ta không gây thêm nữa cái điều trượt, chúng ta không nhiễm trượt, thì chắc chắn bây giờ muốn luân hồi cũng không có ai đem mình luân hồi, không có nguyên do nào luân hồi. Về nhiễm trượt là nhiễm cái gì? Rồi làm sao khỏi nhiễm trượt? Đó, chúng tôi xin kể ra chuyện đó. Rồi sẽ đi đến cái phần kết luận. Thưa quý vị, nhiễm trượt nếu nói đủ thì thế gian này đều là những cái việc trần trượt, không biết sao cả cho hết, nào danh, lợi, tình, rồi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, cái gì ở cõi trần đều là gọi là trần trượt. Mà chúng ta nhiễm mấy cái đó chúng ta lại không sợ. Danh mà người ta sợ bao giờ? Ta cần có danh để mà hãnh diện với đời. Lợi thì nó lại sung sướng, có tiền của nhiều, mà Phật cũng cho là trượt. Rồi tình, tức là tình cảm, tình yêu, đó là tình ái. Thì nếu thiếu cái đó người ta sống coi bộ lẻ loi, sống cô quạnh, sống đơn thân nó khổ quá. Vậy mà Đức Phật cũng cho nó là cái không sạch, cái không trong sạch, không thanh tịnh. Những cái mà chúng ta lấy làm lẽ sống thì Đức Phật lại cho nó làm cái điều không trong sạch, không thanh tịnh. À, cũng như mắt ơi xem sắc đẹp, thì đó là cái công lễ của con mắt, nó chịu cái đẹp, chứ nó thấy mà nó không chịu đẹp, không lẽ nó chịu xấu. Tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, ai không ưa? Lưỡi ưa đồ ngon béo, không lẽ mình ưa cái thứ dở? Thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao, người ta ưa, người ta mới sống, mới tìm cầu mấy cái đó. Mấy cái đó có đầy đủ là hạnh phúc, còn thiếu sắc đẹp, thiếu tiếng hay, thiếu mùi thơm đồ ngon, thiếu cái sự sung sướng, chức phận cao thì coi như là mình thiệt thôi. Mà mấy cái đó Đức Phật cho là trần trượt cả. Nếu chúng ta nhiễm trượt thì chúng ta không còn tự chủ, bởi vì tâm chúng ta bị mờ tối, bị cái thứ ô nhiễm kia nó làm cho mây đen che mặt trời trí huệ rồi, có đâu mà sáng suốt biết được. Cái đó là nguyên nhân sinh tử luân hồi. Cho nên một khi mà nhiễm sắc, nhiễm thinh, nhiễm hương vị xúc pháp, nhiễm danh, nhiễm lợi, nhiễm tình, thì mấy cái thứ này nó sẽ đưa đẩy chúng ta không còn trí huệ, không còn tự chủ. Cũng giống như giông to gió lớn, rồi sóng qua rồi mình không thể lèo lái con thuyền mình được. Bây giờ nó muốn bay tới đâu nó bay. Quý vị thử tưởng tượng, mình không có tự chủ được con thuyền của mình, gió thổi đưa mình ra trùng dương biển cả, rồi biết bờ bến đâu mà vô. Và nếu như chẳng may mà bị cái lượng sống thị dục, danh lợi tình nó nhẫn chìm, thì cuộc đời của mình sẽ kết liễu vì cái sự sống bấp bênh ở ngoài biển rồi, tức là ở trong biển sinh tử này. Cho nên hôm nay nếu muốn giải quyết vấn đề sinh tử là giải quyết vấn đề nhiễm trượt hiện tại, là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Trong cái nhiễm trượt này có nhiều phương pháp, như là giữ giới cũng ngăn cái sự nhiễm trượt, niệm Phật cũng ngăn cái sự nhiễm trượt, hay là chúng ta tham thiền, trì chú, vân vân. Nó cũng là nhiều phương pháp để ngăn cái tâm mình khỏi bị vật chất lôi kéo, khỏi thế trần là cám dỗ. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật đưa ra cho tất cả những con Phật, ai muốn giải thoát khỏi những sinh tử luân hồi, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi nghĩa là sanh làm người, khỏi sanh làm vật, khỏi có đói, khỏi nghèo, khỏi thua, khỏi thiếu, thì chúng ta nên giữ giới, nên niệm Phật, nên nghĩa là tham thiền, nên trì chú, vân vân. Mà nếu ở đây chúng tôi trình bày hết, nào là giữ giới nè, niệm Phật nè, tham thiền, trì chú, thì chắc không làm sao có giờ đủ để trao đổi nhau trong cái quá rộng rãi về những cái phương pháp của nhà Phật. Vậy đây chúng tôi chỉ trình bày niệm Phật giữ giới được rồi, phải không? Hai cái này phải đi song song. Bây Đức Thầy cho biết chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Mình bây giờ đã niệm Nam Mô là niệm Phật, niệm Phật là phải giữ giới. Hai cái đó nó đi đôi, nó cũng như thể theo thánh ý của Đức Thầy đã dạy. Mà cái ý muốn của ông chủ sự đây, Vinh Úc đây, cũng muốn cho chúng tôi trình bày giới luật. Nhưng mà ở đây nó có nhiều phương pháp, chúng tôi chỉ đại khái trình bày, nào là niệm Phật, nào là giữ giới, để rồi thoát được cái sanh già bệnh chết, thoát được cái sanh tử, chuyển luân trong nhân vật các loài. Đó là điều mà người học Phật chúng ta đáng sợ. À, cái gì? Thôi về trình bày chữ Nam Mô là niệm Phật, trì giới là giữ giới được rồi, thấy không? Chơi chay thì quý vị đã ăn chay rồi, còn phải nói chay chi nữa cho nó dòng dài, mà quý vị đã có thực hiện rồi.
Vậy Nam Mô là gì? Nam Mô là khởi đầu câu niệm Phật. Bởi vì niệm Phật nào cũng phải Nam Mô trước, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật, thì hai chữ Nam Mô là mở đầu, là cửa ngõ của cái câu niệm Phật, của cái Phật hiệu. Vậy là chúng ta Nam Mô chúng ta phải giữ giới. Chứ Nam Mô mà không giữ giới đó thì ông Phật cũng độ không được. Mà Nam Mô là tiếng gì và nghĩa lý nó ra sao? Ở đây chúng tôi cũng xin đại khái trình bày. Nam Mô là tiếng Phạn, dịch ra có nhiều nghĩa. Nhưng mà ở đây chúng ta đưa ra nhiều nghĩa, chứ thật ra là chiếc trung lấy một vài nghĩa chánh thôi. Nam Mô là cung kính, kính lễ, quy y, quy mạng, cứu ngã, độ ngã. Kính thưa chư đồng đạo, bây giờ để tiếp tục cho chúng ta trao đổi cái nguyên nhân sanh tử luân hồi, giải quyết những cái điều lo sợ mà người học Phật chúng ta lo chánh đáng, là lo mình thoát khỏi sanh tử, lo thoát sanh tử luân hồi. Thì ở đây đó, theo Đức Thầy dạy là chúng ta đừng có nhiễm trược, mà phải tu những cái phương pháp để giải quyết nó, là cái phương pháp niệm Phật và giữ giới cũng như ăn chay. Vì cái câu mà liên tục mà Đức Thầy dạy trong bài Sa Đéc là chữ Nam Mô trì giới rồi giữ chay, chay được tánh cha tâm mới quý. Mà chữ Nam Mô chúng tôi đang trong đổi cái nghĩa lý cho quý vị đại khái là chúng ta tin tưởng cung kính Phật và giao trọn đời mạng mình cho Phật và cầu Phật tiếp độ. Nếu muốn thật lòng cung kính và giao trọn đời mạng của mình cho Phật thì đừng giao cho ai nữa. Chứ mình đã quy mạng, tức là đem cái đời mạng mình quy y với Phật rồi, mà mình còn quy y một cái tiết thiết nào khác, một cái lý tưởng nào khác, phụng hành một cái đường lối nào khác, thì như vậy là mình chưa trọn tin với Phật. Và cầu Phật cứu mình là cứu ngã, mà mình lại còn đặt một cái đức tin nào ngoài cái đức tin Phật, thì làm sao ông Phật không đủ nhân duyên độ mình? Vì mình chưa hết lòng, chưa hết lòng quy mạng Phật, hết lòng tin tưởng. Cho nên nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì không còn tin vào cái thuyết nào khác, cái thuyết của nhà Phật. Chúng tôi muốn nói là những cái thuyết, ví dụ như vị đang mê tín cúng kiến để chuộc tội, hoặc là mình cứ quy y theo rồi người ta sẽ cho mình được đắc quả, chứng quả, hay là được chức vụ, được giải thoát sanh tử luân hồi, điều đó đều là ngoài chân lý của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật cho biết là cốt ở chỗ trao tâm sửa tánh là để thành đạo, chứ không phải là do nơi cái việc mà cầu khẩn mà người ta ban cho mình cái sanh thoát sanh tử luân hồi, cái đắc đạo thì không có. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta liên hệ đó, chữ Nam Mô là mình tin tưởng Phật, mình theo Phật, mình muốn cho Phật độ phải trì giới. Cái đó là cái phương pháp sửa mình, là tu tâm đó. Nếu không trì giới thì mình phạm lỗi, mình tạo nghiệp, thì cái nghiệp lỗi của mình nó lôi cho mình bị sanh tử luân hồi, chứ ông Phật đâu có lôi, mà ông trời cũng không phải khiến. Mà tại cái nghiệp mình nó đưa mình chuyển luân trong nhân vật các loài. Bởi Đức Thầy cho biết là trong khi các trọn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lên. Chứ ông Phật ông đâu có sai sử mình, ông trời cũng không phải muốn vậy. Mà tại vì mình làm nghiệp thì ông trời cũng căn cứ theo cái nghiệp của mình thiện ác mà ông cho mình chuyển lên làm người, làm vật, hoặc là về cõi trời để hưởng phước. Thì trời đất là lẽ công bằng để chiếu theo cái nhân của mình tạo nghiệp trong hiện tại mà định cái quả tương lai. Vậy thì hiện tại đây chúng ta có quyền sửa, có quyền là thay đổi cái tâm của mình. Bởi tâm mình có thể thay đổi được, tức là mình chọn giống, không để tỉa những cái giống mà ác cảm để rồi chịu cái quả đau khổ vì sao có kiếp khác để trả quả sanh tử luân hồi. Vậy thì hôm nay chúng ta phải giữ giới. Nếu giữ giới thì không còn nhiễm trược. Tại sao giữ giới không còn nhiễm trược? Bây giờ chúng tôi xin chi tiết những cái điều giới luật của Đức Thầy dạy. Nếu chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo chân chính, phụng hành cái giới luật của Thầy đó, là điều thứ nhất chẳng nên uống rượu. Không nên uống rượu thì đâu có nhiễm trược. Cờ bạc, áp phiện, chơi bời theo đàn điếm thì quý vị thấy coi có nhiễm cái nào đâu. Nếu mà nhiễm bốn cái này thì tức là chúng ta còn có cái trí huệ tự chủ gì được. Mà nếu không có trí huệ, không tự chủ thì nó xô đẩy tới đâu hay tới đó. Nó đưa đẩy hoài theo con đường tạo nghiệp và con đường, nghĩa là vọng tưởng ước mơ của mình. Cho nên mình phải theo nó mà sanh tử luân hồi. Còn nếu như giữ giới, không có uống rượu, không cờ bạc, áp phiện, không chơi bời theo đàn điếm thì đâu còn phải trị lạc hư hèn, đâu còn phải có cái nghiệp mà sanh tử luân hồi. Cho nên giữ giới là không nhiễm trược.
Muốn không nhiễm trược là phải giữ 8 điều răn cấm. Mới mở đầu cái điều thứ nhất là thấy chúng ta xa lánh cái chỗ là hư hèn trị lạc rồi. Ha. Và bây giờ khỏi muốn đọa xa, sẽ e nhiễm trược là tứ đổ tường. Đọa xa là chúng ta phải đọa xuống dưới làm vật, ha, xa vào cái địa ngục A Tỳ vân vân, thì phải giữ tròn luân lý tam can ngũ thường thì trở lại làm người rồi tiến lên, chứ không có đọa xuống dưới, không có xa vào địa ngục. Vậy thì nhiễm trược tức là tứ đổ tường tự sắc tài khí. Nếu mình không nhiễm trược là mình giữ giới mới khỏi nhiễm trược. Và muốn khỏi đọa xa thì phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường, thì được nhân thân tối thiểu đi nữa qua đời thượng quân thánh đức cũng làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Đời ấy có Phật tại thế, chúng ta được nghe kim ngôn Phật pháp chánh pháp trong một đời của mình tu giải thoát. Đó là cái hạng thấp nhất trong cái đời, nó là thượng quân. Cho nên sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình là cái hạng chót, thì cũng phải có tối thiểu là tròn luân lý tam can ngũ thường mới được cái nguyên nhân đó, mới được cái quả đó, thì là khỏi đọa khỏi xa đó. Thưa quý vị, còn thêm cái điều răn cấm thứ hai, chúng ta bàn đại khái chứ cũng không thể chi tiết. Nếu muốn khỏi nhiễm trược, bởi vì tất cả danh lợi tình tài sắc vân vân ở trên đời này đều là trược, mà khỏi muốn khỏi nhiễm trược là chúng ta không nên lười biếng. Bởi vì lười biếng đó thì lại là không có đủ ăn, không có đủ mặc, không có trau sửa thân tâm, thì nó hay sanh tâm tìm cầu cho có ăn có mặc, ha. Cho nên vì lẽ không có chân chính mà Đức Thầy cấm chúng ta không nên lười biếng, hãy cần kiệm sốt sắng lo làm ăn. Mà nếu lo làm ăn cần kiệm không mà không lo tu hiền chân chất thì nhiễm trược. Cho nên nếu là cái người Phật giáo hòa hảo chân chính đó, vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn rồi vừa lo tu hiền chân chất để mà kềm lại, chứ không thôi làm ăn cái nó có cái đà thắng lợi, nó thuận tiện, nó đưa đẩy mình giàu thêm lên, sang thêm lên, sung sướng thêm lên, nó cứ tìm hoài. Mà không có tu hiền chân chất thì vật chất nó cuốn lôi đi, thành nó bị đọa, nó bị xa vào cái chỗ danh lợi. Thành ra muốn khỏi đọa xa là chúng ta phải vừa làm ăn cần kiệm sốt sắng mà vừa lo tu hiền, thì hai cái đó nó kềm chế với nhau. Đây là cái phương pháp hết sức là mầu nhiệm khéo léo Đức Thầy đưa ra cho mỗi người tín đồ. Mà chúng ta không giữ thì chúng ta nhất định là phải bị xa vào danh lợi, bị đọa vào trong cái cuộc đời sanh tử luân hồi. Cho nên ai mà làm một phần bỏ một phần thì không đúng với cái giáo thuyết của Đức Thầy. Vì chúng tôi có nghe câu chuyện thế này. Năm 1945 đó, có nhiều người đến thăm thầy ở Sài Gòn, mà có hai ông đồng đạo này đó khác nhau mà bị thầy quở trơn. Cái ông thứ nhất vô, thầy nói sao mà làm ăn gì mà làm đến đổi không còn giờ cúng nữa, bớt bớt đi chứ, đủ ăn đủ sống đủ mặc, đủ nghĩa là nuôi gia đình làm xã hội chút đỉnh thôi, chứ làm sao mà làm quá vậy rồi đâu có giờ nào mà cúng lại. Ông nói dạ bạch thầy đi thiệt, con nghe thầy dạy là cần kiểm sốt sắng lo làm ăn, là con hồi đó giờ cũng siêng năng tính làm cái đó là nó đủ rồi, cho nên cái sự nghiệp con nó bề bộn quá, thành ra cái điều đó tại con chưa hiểu, thôi để không thẳng con sửa. Cái ông này cũng trở ra. Có ông thứ hai vô, thầy nói tu hiền chân chất thì mình cũng phải làm ăn để có mà sống, sao lo tu không mà không chịu làm ăn rồi thiếu thốn, rồi đến đổi không có cơm ăn áo mặc, cha mẹ vợ con không ai nuôi, rồi nó thiếu hụt hoài, nó khổ não vậy rồi tu sao yên tâm, phải làm ăn mới được. Ông già bạch thầy, bị con nghe nói ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong thiên hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới được thánh thơ dậu Phật ra đời thế giới bình an. Năm nay 45 là năm dậu, con tính chắc không còn lâu nữa, thành ra con không làm ăn. Thầy nói tu là tu, còn cuộc đời là cuộc đời, đời hết cái, thầy nói là hạ ngân này đã hết đời là hết cái đời bận nhơ, chứ không phải cái đời này hết tiêu diệt quả đất, mà người lành còn để sống cái đời thanh tăng, cái đời hạnh phúc, cái đời nghĩa là thái bình hạnh trị, chứ không phải là tiêu hết cuộc đời đâu. Vậy mình lo tu mà cũng phải còn lo làm ăn để mà đền đáp tứ đại trọng ân, đừng thiếu thốn yên tâm tu mới được. Hai ông bị quở hết ra ngoài. Mấy đồng đạo nghe vậy mới tò mò, mới hỏi coi vậy ông sao mà làm ăn cỡ nào mà thầy quở ông quá. Ông nói mấy ông ơi, tôi bị nghe thầy dạy cái câu mà cần kiểm sốt sắng lo làm ăn á, tôi là 100 công đất, 8 đội trâu, 20 công vườn, đâu có rảnh, ta nó mặn đầu tắt mặt tôi, hai cái giờ cúng tôi mà đôi khi tôi cúng mà không đúng giờ nữa. Bởi thầy ở đây mà thầy biết, thầy là ông Phật rồi, không biết tôi hết trơn à. Tại vì tôi cũng chưa có nhận xét kỹ như lời thầy dạy, cần kiểm sốt sắng lo làm ăn, còn lo tu hiền chân chất nữa.
Thành ra làm quá mức, thầy quở phải rồi. Rồi cái ông kia thầy hỏi sao mà ông là ông tu cỡ nào mà thầy cũng trách ông quở ông nữa. Ông nói tôi nghe thầy nói dậu Phật ra đời thì bây giờ cuối niên thân dậu mất còn giải phân thì 45 là 5 tỷ dậu. Thì tôi tính hết rồi. Chứ còn gì nữa mà tôi trồng chuối cũng không kịp ăn nữa. Cho nên tôi không có làm gì hết trơn, thầy quở tôi là phải rồi. Cái đó là ông Quỳnh Hữu Hạnh, ông Quảng Chiến có nói tôi đó nè. Nhà ông dột lỗ bằng cái thúng dê, ông không có lợi dợp đó, không có lợp lợi, không dậm luôn. Ông này đệ hai ơi, bị tôi nghe thầy nói nghĩa là cuối niên thân dậu đó. Thành ra tôi tính cái năm tỷ dậu là năm 45 thì nó hết rồi, còn gì nữa mà tôi, còn gì nữa mà làm ăn. Thì ra thầy biết, thầy mới nhắn với Đức Bà đó. Thầy nói kêu Quảng Chiến với là Lê Bá Thế đó ăn hai bữa trở lại ha, chứ không nên ăn một bữa. Và cuộc đời còn lâu chứ không phải như nó nghĩ. Mà nó buông hết trơn vậy rồi nó đói khổ làm sao tu hành. Đức Bà về nói lại Quảng Chiến mới sửa đổ lại. Đó là bác Mười Chiến có thực lại với tôi nghe cái chuyện đó. Quý vị thấy không? Cho nên cái đạo lý Đức Thầy dạy chúng ta giới luật mà chúng ta tu hành là một cái đạo lý duyên dung, có thể tiến hóa giải thoát mà không bị ngưng trệ một bên. Ở đây chúng ta thường thường làm ăn cần kiệm thì ít lo tu hành, mà tu hiền chân chất thì ít chịu làm ăn, đôi khi không làm ăn, thành ra nó không viên dung. Mà nếu chúng ta vừa làm ăn tu hiện chân chất mà vừa đó là làm ăn nữa thì hai cái nó kèm nhau, không có khi nào mà ngưng trệ, thấy không? À, như vậy là chúng ta thấy con đường tiến hóa của Đức Thầy dạy đó, không nghiêng, không nghiêng là tiến mới được, chứ cứ nghe mà nghiêng là vô nước bên đi không được, thấy không? Nà, bây giờ thêm cái điều thứ ba, muốn khỏi nhiễm trược đạ sa là không nên ăn xài chân dọn thái quá. Vì ăn xài chân dọn thái quá là bị vật chất cuốn lôi, mình nhiễm vật chất cho nên phải đào tạo, phải ham muốn, phải tìm cầu. Cho nên ăn xài chân dọn thái quá là nó quá cái mức sở hữu của mình. Xe xua sợ nghĩa là thua, sợ thiếu người ta. Cho nên thái quá là nó dư cái bình thường. À, cho nên vì lẽ mà thầy cấm chúng ta không nên ăn xài chân dọn thái quá, đừng để nhiễm trược. Mà nếu nhiễm trược cái rồi đây rồi mình phải lợi dụng tiền tài. À, tức là cái tâm không ngay thẳng, không chân thật, không dứt được lòng tham thì phải bị đọa xa. À, đừng quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ. Sư phụ kể giàu sang phụ người nghèo khó, những cái điều này là cái cơ tiến hóa về đạo hết. Tu theo cái điều răn cấm thứ ba là không có nhiễm trược mà không có đọa xa. Bởi vì không ích kỷ, tức là chúng ta không còn cái chủ trương lợi ích cho mình mà luôn luôn vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời. Quý vị thấy coi như vậy là không tiến sao được. Bỏ cái thân này rồi có cái thân khác. À, nếu mà mãn kiếp phòng trần sanh lạc quất là nhờ chúng ta biết chịu giới. Có biết bao nhiêu cái chuyện trong đều răng cấm. Ở đây chúng tôi nói sao hết được. Cho nên chúng tôi chỉ phớt qua về đại cương trao đổi cùng quý vị. Nếu ai mà muốn thoát dòng sanh tử luân hồi, muốn khỏi già bệnh chết ở tương lai, thì hiện tại đây chúng ta đừng để cho mình nhiễm trược, đừng để cho mình tạo cái nhân phải đọa xa. Tức là chúng ta phải niệm Phật và chúng ta phải giữ giới thì chúng ta mới khỏi đọa khỏi xa. Tám điều răn cấm không thể nào mà trình bày trong cái đề tài chung với các cái môn khác được. Chúng tôi chỉ đại khái trình bày một vài mục thôi. Giờ liên tục á, đồng thời với niệm Phật và giữ giới, tám điều răn cấm. Mà ở đây chúng tôi mới trình bày có ba mục à. Còn nghe là năm mục đó thì năm cái điều đó không thể đủ cái thời gian trình bày ở đây. Để liên tục một cái ý của Đức Thầy đó ghép mà đồng đạo vừa cũng trưng cầu ý kiến cho chúng tôi biết á, là trình bày luôn cái ăn chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Thì chúng ta trình bày luôn ba cái điều đó, niệm Phật, giữ giới, ăn chay là giải quyết vấn đề sanh tử, giải quyết vấn đề luân hồi, vì nó là trừ cái nhiễm được, trừ cái đọa xa. Cho nên chúng ta không có đọa mà không có nhiễm. Thưa quý vị, bây giờ ăn chay tức là chúng ta không còn ăn thịt, ăn cá, không còn sắc xanh, không còn ưa cái ngọt béo của các loài động vật. Thà chúng ta ăn tương rau, ăn đạm bạc mà không gây đau khổ cho cái loài khác, à, cho người khác. Cho nên cái ăn chay là phát hiện cái lòng nhân. Nhưng mà cái lòng nhân nó phát hiện ở cái tướng trước. Rồi từ cái cửa miệng ăn chay mà có thể đi sâu vào cái chỗ chay tâm, chay tánh nữa. Thì cũng như cái cây mà nó có tàn mà nó có gốc rễ nữa, thì cái cây đó nó thuộc về cây đại thọ mới sống lâu ngày được. Còn nếu ăn chay không mà không có chay tâm chay tánh, giống như cái cây bự tàn, cao đọt, lớn nhánh mà gốc rễ bị mục,
thì có ngày giông gió nó cũng ngập, cũng sập, cũng ngã. Cho nên người ta ăn 10 năm, mười mấy năm, có đôi khi 20 năm mà bị ngã là sao? Là gì? Chai chưa được tánh, chai chưa phải đi vào tâm. Cho nên cũng như cây mà nó bị hư gốc, mục rễ thì bị giông gió lớn khảo, tức là cũng phải bị rơi ngã. Còn nếu như chai được tánh, chai tâm mới quý, tức là cây tàn nó có, cây ngọn nó có, lá bông nó có, mà cái gốc rễ nó sâu rồi thì không ai dờ xa nó, xô đẩy nó không ngã, mà giông gió thì diện không tróc hết trơn. Thấy không? Bây giờ chai tâm, chai tánh là sao đây? Bàn cái điều đó. Thưa quý vị, chai tâm, chai tánh thì chúng ta đọc lại câu giảng Đức Thầy sẽ biết được cái điều này. Bởi vì Đức Thầy nói tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo khó bị tánh thiện. Nếu chúng ta ăn chay vì tánh thiện, ăn chay vì lòng từ bi, thà bỏ xác này, thà chết xác này, chứ không bao giờ trái lại với tánh thiện của mình, với lòng từ bi của mình. Nếu không ngược lại tánh thiện và lòng từ bi đó, thì chúng ta sẽ chứng vào quả từ bi, sẽ chứng vào cái quả trọn lành là tánh thiện. Mà cái trọn lành với từ bi là ai? Thưa chư quý vị, Đức Thầy cho biết đó, Đức Phật là đứng toàn thiện toàn mỹ, mà chúng ta trọn lành là toàn thiện. Chỉ còn có toàn mỹ nữa thôi. Toàn mỹ là tất cả các cái hạnh khác, như là từ bi, hỷ xả, bình đẳng, nhân dân, thì chúng ta có thể trở thành cái quả vị giải thoát và tiến lên ngôi Phật. Cho nên nếu mà chúng ta vừa ăn chay mà vừa có lòng từ bi, vừa có tánh thiện nữa đó, thì cây lớn mà có gốc rễ sâu thì bảo đảm dù có khảo gì khảo cũng nhất định là không bao giờ ngã. Bây giờ chúng tôi điển hình kể ra một câu chuyện, dù có bị thử thách, dù có bị khảo đảo, thì cũng đã đạt đến kết quả. Dòng gió lớn cỡ nào đi nữa cũng không có sập ngã được cái cây mà gốc rễ sâu. Chúng tôi muốn nhắc lại là câu chuyện của ông Nam Hiệu. Năm 1945 ông đã ăn chay rồi. Trong khi đó tín đồ của thầy không biết bao nhiêu người mà chưa có ai ăn chay, ít lắm. Ông Nam Hiệu ông đau sắp chết, Đức Thầy có về thăm. Đức Thầy còn thử lòng Nam Hiệu. Cái lần cuối cùng thầy nói ông Năm đau quá, ông Năm à, thôi ông trở đũa đi ông Năm. Ông Năm hiểu bạch với thầy, dạ thôi để con giữ chai giới cho nó trọn thầy. Thầy nói ông ăn chay là chết cho ông Năm à, nghe lời tôi ông trở đũa đi. Cái lần cuối cùng ông Năm hiểu quả quyết trình bày cái lòng đó là cương quyết cho Đức Thầy rõ đó là thôi thà con chịu chết, chứ con giữ chai cho nó trọn. Đức Thầy liền thọ ký cho ông Năm hiểu đó, nếu vậy là ông bỏ xác trước tôi, nhưng mà ông về Phật trước tôi. Thưa quý vị, đó là giông gió lớn, là cái cuộc thử thách, là thăm dò của Đức Phật mà ông không đổi lòng. Vậy chúng ta hôm nay muốn thoát dòng sanh tử luân hồi thì cũng nên nhớ cái câu chuyện của ông Năm Hiệu. Đức Thầy thử lòng, dục thúc ông hai lần bị ông ngã mặn, nhưng mà vì lòng từ bi, vì tánh thiện, ông đã cương quyết trả lời Đức Thầy thà chết chứ không thay đổi cái lập trường chai giới. Đức Thầy thọ ký ông về cõi Phật trước. Thưa quý vị, vậy thì đó cũng là câu chuyện điển hình cho chúng ta thấy chữ Nam Mô trì giới giữ chai, chai được tánh, chai tâm mới quý. Trong tín đồ của thầy có ai quý bằng ông Năm Hiệu không? Nghĩa là nhiều người đã chết nhưng mà không có cái ông nào mà được cái ân huệ thầy đưa tới mộ, mà chỉ có ông Năm Hiệu đó thầy đưa tới mộ. Phải không chị đồng đạo? Như vậy thì chúng ta thấy cái ăn chay mà nhập vào cái thể tánh, nhập vào cái lòng từ bi rồi, thì đồng với cái tánh của Phật, đồng với cái lòng của Bồ Tát. Cho nên cái quả sanh tử luân hồi không còn đối với chúng ta, mà chỉ còn có cái quả là giải thoát, là chứng vào cái bất thối chuyển ở cực lạc quốc, vào bốn quả thánh: Tinh Văn, Viên Giác, Bồ Tát và Phật. Thưa chư đồng đạo, vì hôm nay đó cái nhân duyên nó cũng không có được êm thấm, chúng ta hội ngộ trong cái buổi trưa mà trời mưa, thì tới đây chúng tôi cũng muốn tóm tắt cho nó gọn cái phần trình bày, cho nó trọn ở trong mấy mươi phút. Bây giờ chúng tôi trình bày cùng quý vị với cái tiết mục sau cùng. Như nãy giờ chúng ta đã hiểu được cái nguyên nhân sanh tử luân hồi là do nhiễm trược. Muốn giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi là chúng ta phải tìm phương pháp tu hành, trong đó có phương pháp niệm Phật, có cái pháp giữ giới, và cũng có cái phương pháp ăn chay. Nhưng mà đồng đạo chúng ta thì ai cũng có niệm Phật, ai cũng có giữ răng cấm, ai cũng đều có ăn chay. Vậy tất cả chúng ta đều được giải thoát hết, phải không?
Thưa chư quý vị, chưa dám quả quyết. Tại sao vậy? Vì nó còn đòi hỏi hai cái mục tối hậu. Chúng ta đã có niệm Phật, có giữ giới, có ăn chay, có cúng lại, có làm lành, làm phước vân vân. Nhưng mà chúng ta nên sợ không bền chí. Tuy biết, tuy làm vậy mà ít có ai chí bền lắm. Đức Thầy đã khẳng định ít ai giữ đặng chí bền. Ít lắm chứ không phải là hầu hết đâu. Không phải tín đồ của Thầy, mỗi người tín đồ hảo đều được bền chí hết. Nếu bền chí hết thì không có tu gì lạ hơn. Chỉ tu niệm Phật, giữ giới, ăn chay, làm lành, cúng lại theo những phương pháp thông thường. Thế mà cái kết cục của nó sẽ là được thoát dòng sanh tử, tối thiểu cũng đến dự ngộ long quang. Nhưng mà dọc đường hôm nay chúng ta thấy, trải qua đạo 56 năm Thầy vắng mặt, thì khoảng chừng 40 mấy năm, thế mà cũng đã còn có kẻ tiếng người thối. Còn nếu cuộc đời từ đây cho đến ngày Đức Thầy trở về, ráng thêm một vài bước cuối cùng là những cái vài bước cực kỳ tối hậu. Bởi vì thường thường người ta nghĩa là đi gần tới đức ta mới thua, chứ không bao giờ mới khởi đi mà thua được. Cái cuộc nào cũng vậy hết, gần tới thi nó mới rớt, chứ hồi mới vô học ai mà rớt. Cũng như cuộc chạy đua gần tới chỗ nó mới mỏi, nó mới rớt. Thì hôm nay chúng ta thấy cái thảm trạng, anh em cũng có tiếng mà đa số cũng có lùi. Là vì sao? Thiếu cái yếu tố bền chí. Bởi ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi. Bị nước rồng nó chảy qua, chúng ta bơi lên nước ngược nó khó. Tức là nhiều cái khảo đảo thử thách, nào vật chất cuốn lôi, nào là thế lực kềm chế, nào là cái nội tâm là phiền não, ngoại cảnh là gia duyên, nó làm cho mình không thể nghĩa là tự tại trên con đường đạo đức, mà phải bị nó chi phối rất nhiều. Do đó ít ai giữ được bền chí. Mà Đức Thầy còn cho biết ít ai giữ đặng chí bền, mà còn kẻ vô tình chẳng có chí bền nữa chứ. Cho nên chúng ta hôm nay đừng lọt vào cái kẻ vô tình, và đừng lọt vào cái người mà tu theo nước lớn. Mà nước lớn nước rồng chúng ta cũng tu, thuận cũng tu, nghịch cũng tu. Nà, rồi nghĩa là đời nó có đến sớm đến trễ. Nà, cuộc đời của mình có bị trả quả nhiều, trả quả ít, hay hoặc là không trả quả, hay là trả quả tới cái mức cùng cực nào nữa, mình cũng vẫn nhớ cái lời Thầy: quả dữ trả rồi nhân thiện đến. Nếu Thầy đắc đạo bỏ con sao, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Mà thường thường mình bị trả quả, bị cái chịu chi phối là mình hay bỏ cái cuộc, hay bỏ cái chí hướng của mình, bỏ lập trường tu hành. Đa số là chúng ta thua ở chỗ đó. Cho nên cái điểm tối hậu, bền chí là chúng ta phải đi đến cái mức cuối cùng, đạt được kết quả. Thấy không? Ráng bền chí có ngày thông thả. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc, đông cung tước phó liền, xem đó hỡi người mau lập chí. Tu hành khá nhớ giữ cho nguyên, mà hôm nay sao mà nó bị mòn, nó bị mẻ, nó bị nó là mất mát quá nhiều cái chí của chúng ta hôm nay. Không có mấy năm mà trong đạo chúng ta cũng có tiếng, mà thành thật mà nhìn nhận cũng có lùi. Thấy không? Có đứng chững, nó có ba thành phần: một là tiếng, hai là đứng lại, ba là cũng có lùi nữa. Lùi là vì bị vật chất nó đè nặng, văn minh nó cám dỗ, hoàn cảnh nội tâm ngoại cảnh nó chi phối, chúng ta có thể bị lùi. Bây giờ phút này là giờ phút gần tới chỗ, chúng ta ráng thêm một đổi nữa là đạt đến mục đích, tới cái chỗ cuối cùng để mà đậu lấy điểm. Vậy cần phải bền chí. Thưa quý vị, bền chí rồi đó thì nó cũng đã kết quả. Nhưng mà còn một điều cuối cùng đáng lo sợ đó, sợ là chúng ta không có chân tu. Chứ chân tu rồi bây giờ vào cái cảnh nghịch, cảnh thận, cảnh gì đi nữa, chúng ta chân tu rồi thì thân xác này có bỏ nữa, mà cái người chân tu họ không bỏ cái đạo. Bởi cho nên là chân tu thì quá oai. Thầy cho biết là chân tu có nhưng ít lắm. Phật tiên dụng kẻ lòng thành, đạo chân ít hành thiệt tâm. Đạo chân mà chân tâm mà tu đạo chân cái nữa là kết quả. Ngặt cái đạo chân mà cái người thật tâm tu hành ít, chân tâm ít. Chứ còn đạo chân mà chân tâm mà tu nữa đó, thì hợp với nhau thì chắc chắn bị đến kết quả. Phải không? Dầu thầy có về sớm về trễ, dầu cuộc đời nó có tan thương dâu bể, dù có khảo đảo tới đâu đi nữa, nhưng mà mình dùng cái chân tâm hành cái chân đạo thì chắc chắn là được cái chân quả. Ngặt đạo chân mà tâm không chân tu thì làm gì có chân quả. Cho nên cái chân quả là cái quả chân thật mà chúng ta tu hành hiện tại sẽ dành sẵn cho chúng ta ở cái hậu lai.
hoặc là ở Tây Phương Cực Lạc. Hậu lai chúng tôi muốn nói là dự Long Hoa Hội đó, được chầu Phật là một, được biết được trời là hai, được nghe Phật thuyết pháp là ba, được kiến diện đức thầy chân thật của chúng ta là kiến diện bậc chân sư là bốn, cuối cùng đi nữa là làm dân Phật quốc. Đó là những đặc điểm trong Đại Hội Long Hoa. Trong bài Sứ Mạng đức thầy đã nói rõ. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta là thật tâm, tức là chân tâm, mà tu theo cái chân pháp chân đạo của thầy, thì tối thiểu đi nữa cũng hưởng được năm cái đặc điểm của Đại Hội Long Hoa. Mà nếu như hôm nay mình đã chân tu, mà tu theo cái chân đạo, cái chân pháp của thầy dạy đây, niệm Phật, giữ giới, ăn chay, làm lành, cúng lại vân vân, thì mãn kiếp lúc nào mình được Phật tiếp độ lúc nấy, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc ngay trong hiện bây giờ, không phải đợi tới Long Hoa rồi mà chúng ta mới về Cực Lạc. Nhưng mà nếu chúng ta may mắn còn thân xác này đến Long Hoa, thì hưởng năm cái điều tối hậu hạnh phúc quý báu vô nghĩa là chưa nay chưa từng có. Còn nếu như mãn kiếp bây giờ mà linh hồn chưa đủ điều kiện tính nguyện giảng sanh, thì linh hồn ấy đức thầy cũng dìu dắt cho đến hậu Long Hoa, rồi sẽ được liên qua quá thân, được quá hiện, đến hậu trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Chừng đó rồi chúng ta nương theo Phật lực, nương theo công đức của tự tánh và công đức Phật từ bi vô lượng cho chúng ta có mặt ở đời đó, để chầu Phật, để nghe thuyết pháp, để đủ cái điều kiện công đức mà giảng sanh Tây Phương. Đó là nhờ chúng ta bền chí, nhờ chúng ta chân tu mà được kết quả thế đó. Chứ biết được sanh tử luân hồi là khổ, biết già bệnh chết là khổ, biết nhiễm trược là nguyên nhân sanh tử, mà không bền chí giữ đạo, không có dùng chân tâm tu cái chân đạo, thì cũng không bao giờ có chân quả. Đó là cái điều mà khẳng định cuối cùng. Đồng đạo chúng ta hôm nay đã có rất nhiều kiến thức, tuy hôm nay buổi gặp gỡ không có bao nhiêu đồng đạo nam nữ, nhưng mà ở đây cũng là thành phần có nhiệt tình, có tâm đạo. Cho nên dù cái cảnh thời tiết như thế nào mà quý vị cũng không bỏ qua cái buổi gặp gỡ. Và tôi cũng xin giữ lời đến đây để tham dự và để trợ duyên cho đồng đạo chúng ta. Cuộc nhắc nhở hôm nay, tôi ước mong rằng quý vị có nhiều kiến thức, có nhiều cái trình độ thâm hiểu về Phật pháp tế nhị. Dù chúng tôi nói không hết lời, không hết ý, nhưng mà sự nhận thức chung và cái thiêng liêng gia hộ cho toàn thể chúng ta đều có những cái nghị lực để dẹp phá được phiền não vô minh nhiều đời nhiều kiếp, nhiều lớp trong tâm hồn của mình, rồi chúng ta sẽ phá bức tường mây mà nhìn vạn vật. Chừng ấy chúng ta sẽ thẳng tiến đến con đường giải thoát. Thưa chư đồng đạo, tới đây chúng tôi xin tóm lược đề tài buổi gặp gỡ hôm nay để đáp lại cái nhu cầu chung của chư huynh đệ từ nam tới nữ và cái nhiệt tình của anh chị Út trong nhà. Cho nên tôi cũng đến đây đóng góp phần nào cái thiện kiến của mình. Mong rằng với anh em huynh đệ đó là dìu dắt lẫn nhau những cái gì mà chúng tôi trình bày chưa đầy đủ sáng tỏ. Trong cái câu đề luận là cái gì đáng sợ, chúng tôi đã trình bày hai mặt. Về cương vị chung, người đời người ta sợ nghèo, sợ đói, sợ thiếu, sợ không đủ, không kịp. Mà người đạo thì sợ già bệnh chết, sợ luân hồi. Mà còn quan trọng hơn nữa là sợ nhiễm, là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Nhưng mà sau khi chúng ta lo sợ, chúng ta đã học Phật, chúng ta tránh được những nguyên nhân đó. Nhưng cái cuối cùng của chúng ta có bền giữ đạo không? Bền giữ giới không? Bền niệm Phật, bền ăn chay, bền cúng lại, bền làm lành, vân vân. Nếu chúng ta bền thì chắc có lẽ là chúng ta đến mục đích. Nhưng mà muốn giữ được cái chí bền đó thì phải là chân tâm mới có thể bền chí. Thiếu chân tâm mà dùng vọng tâm tu hành, dầu là có hiểu tới đâu, có biết tới đâu, chúng ta cũng không thể đạt mục đích. Vì cái hiểu biết kia nó không phải là chân tâm biết. Thành ra cái chân tâm không có, tức là cái cây không có gốc có rễ rồi, nó bị mục rễ hư gốc thì chắc chắn, dầu là sống trong đạo lâu năm, ăn chay trường mấy mươi năm, cũng giống như cây tàn nhiều mà gốc rễ bị hư, thì chắc chắn là sẽ bị khảo đảo. Chúng ta không thể đứng vững trên cái nền đạo đức, cuối cùng được gặp Phật gặp Thầy. Cho nên Đức Thầy mới bảo: khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời ở Long Hoa Đại Hội hoặc ở Tây Phương Cực Lạc an dưỡng quốc của Đức A Di Đà. Tới đây chúng tôi xin tạm dứt lời và để trình bày trong cái đề tài hôm nay. Cũng xin cầu nguyện ơn trên Đức Phật
Đức Thầy Tam Bảo Từ Bi gia hộ cho toàn thể đồng đạo chúng ta các nơi, từ nam đến nữ, và tất cả nhân sanh các pháp giới trong cái hoàn cầu vũ trụ này. Nhờ quay lên với Đức Phật Từ Bi gia hộ cho mọi người, mọi giới, mọi chúng sanh đều phát tâm tin tưởng tu hành cho đến ngày kết quả viên mãn, được thoát dòng sanh tử luân hồi. Tới đây xin tạm dứt lời.